Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Bùi Huy Cường, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, lên phát biểu chúc mừng, động viên và giao nhiệm vụ cho thầy và trò nhà trường trong những giai đoạn tiếp theo. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Duy Hưng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các vị phụ huynh cùng các em học sinh thân mến. Trong không khí hân hoan cả nước kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày mà tất cả các thế hệ học sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc tri ân thầy cô với tấm lòng sâu sắc. Hôm nay, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Trong buổi lễ trang trọng và ấm áp này, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, tôi xin gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo và cán bộ nhà trường. Kính chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chồng người của nước nhà nói chung, của huyện Khoái Châu nói riêng. Kính thưa toàn thể các đồng chí, được thành lập từ tháng 8 năm 1992, tiền thân là trường phổ thông Năng Khiếu Châu Giang, với mục tiêu ban đầu là bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tham dự các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Đến tháng 10 năm 1997, trường được đổi tên thành Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, trường chất lượng cao của huyện. Mục tiêu chính của nhà trường là giáo dục toàn diện, đặc biệt là coi trọng công tác đào tạo mũi nhọn. Với sự nỗ lực kiên trì của các thế hệ thầy và trò, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những ngôi trường trung học cơ sở có chất lượng giáo dục hàng đầu của huyện và của tỉnh Hưng Yên. Suốt chặng đường hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh xuất sắc với bề dày truyền thống, sự cống hiến và những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Nhà trường đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh, cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua của Chính phủ và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 2. Đặc biệt, trong buổi lễ ngày hôm nay, thầy và trò nhà trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật rất vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với các thế hệ thầy và trò trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật. Thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu, tôi xin ghi nhận, chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực, những thành tích của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật đã đạt được trong suốt thời gian qua. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến, phát huy những truyền thống, kết quả đã đạt được để đưa trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thiện Thuật có bước phát triển đột phá trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi đề nghị nhà trường thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau. Một là quán triệt sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và ngành giáo dục của tỉnh về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục, duy trì kỷ cương, nền nếp trong dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh và học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục trong sáng, an toàn, lành mạnh và thân thiện. Hai là tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản trị, quản lý nhà trường, giảng dạy và học tập, tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các em học sinh, đảm bảo sự hài hòa giữa dạy người, dạy chữ và định hướng nghề nghiệp. Tôi rất ấn tượng với những khẩu hiệu của nhà trường trong cái buổi lễ ngày hôm nay, như nhà trường là nơi khởi đầu của những ước mơ.
Hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em. Và đặc biệt trong bài phát biểu ôn truyền thống của cô Ni, hiệu trưởng nhà trường, cũng đã nói nhiều về lòng biết ơn của các em đối với cả thế hệ đi trước. Ba là nhà trường cần chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống, tri thức pháp luật và đạo đức công dân để rèn luyện học sinh tích cực dạy và học ngoại ngữ, coi đây là chìa khóa thành công trong tương lai. Xây dựng và hình thành văn hóa đọc cho giáo viên, học sinh, đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường, có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và không để xảy ra bạo lực học đường ở trong nhà trường chúng ta. Hiện nay thì trường không có, nhưng mà tuy nhiên là trên địa bàn huyện cũng có trường này trường khác vẫn để xảy ra tình trạng đó. Và tôi đề nghị là nhà trường thì phải là cái nơi mà an toàn nhất, an toàn cho thầy và an toàn cho trò. Ngày xưa thì thế hệ 8X của chúng tôi thì vẫn nhớ cái khẩu hiệu là tiên học lễ, hậu học văn. Tiên học lễ là gì? Là trước hết là phải học lễ nghi. Hậu học văn là gì? Là sau đó sẽ học văn hóa. Thì bây giờ thì cũng có nhiều cái sự đổi mới hơn. Tuy nhiên cái giá trị cốt lõi còn lại thì nó vẫn là dạy làm người và dạy tri thức. Đó là hai cái nhiệm vụ rất quan trọng trong cái nhà trường, đặc biệt là trong cái môi trường trung học cơ sở, là cái nơi bắt đầu là hình thành, định hình cái nhân cách cho các em học sinh trong cái chặng đường tương lai phát triển rất dài sau này. Do vậy thì cũng rất mong là cái môi trường giáo dục phải là cái môi trường an toàn nhất, và trong nhà trường phải là cái môi trường an toàn đối với cả thầy và trò. Thứ ba là các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy tốt truyền thống của nhà trường, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn, vượt qua mọi khó khăn, tất cả vì học sinh thân yêu, luôn là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt để các em học sinh noi theo. Tôi được biết thì nhà trường cũng có một giáo viên là nhà giáo ưu tú, và đây cũng là một cái nguồn nhân lực rất là quan trọng. Và báo cáo đồng chí phó tịch và tỉnh cùng toàn thể đồng chí, thì đồng chí nhà giáo ưu tú này thì chắc chắn sẽ được huyện quan tâm và sẽ phát triển về công tác cán bộ trong thời gian tới. Thì thường trực cũng đã có, huyện ủy cũng đã có cái chủ trương về công tác cán bộ. Do vậy đây cũng là cái niềm vinh dự rất là tự hào của nhà trường trong ngày vui ngày hôm nay. Và tôi cho rằng thầy cô phải là những người truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa cho các em học sinh để học tập, không chỉ học tập về văn hóa mà học tập về đạo đức, về truyền thống, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của tỉnh Hưng Yên và của quê hương Khoái Châu chúng ta. Năm là các em học sinh nhà trường noi gương và tiếp tục các thế hệ của các anh chị học sinh đi trước, xác định mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, chăm chỉ học tập, rèn luyện, sau này trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, đóng góp xứng đáng cho quê hương, đất nước. Chặng đường sắp tới của các em thì còn rất dài và còn rất nhiều cơ hội phát triển. Tôi cũng đã gặp một số các đồng chí, các anh chị là cựu học sinh của nhà trường, sau này đã trưởng thành ở các cơ quan trung ương và địa phương, thì đều thấy là rất gắn bó với nhà trường, với thầy cô của nhà trường và rất trách nhiệm. Trong đó tiêu biểu như là một số công trình của nhà trường, ví dụ như là công trình thư viện xanh ở đây, công trình trang bị học tập cho học sinh của nhà trường, thì được sự đóng góp không chỉ của quý phụ huynh học sinh mà còn của cả các thế hệ học sinh đi trước. Thì tôi cho rằng đây là một cái nguồn lực rất là quan trọng và đã truyền cảm hứng cho các em học sinh sau này để tiếp tục học tập và noi theo. Thì hiện nay thì sau này các em sẽ được sống trong cái môi trường xã hội hiện đại hơn và hay nói nhiều đến chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số hay là công dân số. Nhưng mà suy cho cùng thì tất cả cái đó nó chỉ là phương tiện để phục vụ cho cuộc sống của con người, và tri thức thì mới là một cái để tạo ra được cái giá trị gia tăng trong các cái sản phẩm số đó. Thì cái đó là do vậy là cái việc mà trau dồi tri thức, tạo ra cái giá trị tri thức trong mỗi con người là cái nguồn lực rất quan trọng tương lai sau này của không chỉ nhà trường mà của đất nước chúng ta trong thời gian tới.
Kính thưa các quý vị đại biểu, các em học sinh thân mến, những danh hiệu mà nhà trường đã được trao tặng trong những năm qua và tại buổi lễ ngày hôm nay đón nhận huân chương lao động hạng nhì vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn đối với tập thể, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Bằng những việc làm cụ thể, tôi đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật hãy phát huy những thành tựu đã đạt được, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới trong quản lý, giảng dạy và học tập theo hướng chất lượng, hiệu quả, toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần làm rạng danh ngành giáo dục và đào tạo của huyện Khoái Châu chúng ta. Trân trọng đề nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục dành sự quan tâm, đầu tư không chỉ về cơ sở vật chất mà nguồn lực đào tạo cho giáo viên của huyện Khoái Châu nói chung, của trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật nói riêng. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức cá nhân, các bậc phụ huynh và các cựu học sinh của nhà trường tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn, tạo điều kiện tốt nhất để trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Thuật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp giáo dục huyện nhà ngày càng phát triển. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi xin gửi tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhà trường những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong ngày truyền thống của mình. Chúc các quý vị đại biểu khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Chúc trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật mãi xứng đáng là nơi khởi đầu của những ước mơ như khẩu hiệu nhà trường đã đề ra, góp phần vào thành tích chung của huyện Khoái Châu và tỉnh Hưng Yên. Xin trân trọng cảm ơn.